Xin chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 23 cho đến 33 độ C. Sau đây là thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào, có mưa vừa và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ sẽ từ 24 đến 32 độ C, độ ẩm 95%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Cò Dầu và thị xã Trảng Bàng, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào, có mưa vừa, mưa to và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 97%. Khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 24 cho đến 30 độ C, độ ẩm 93%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C, độ ẩm 95%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào, có mưa vừa và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ sẽ từ 24 đến 33 độ C, độ ẩm 96%. Cảnh báo, những ngày tới mưa dông có xu hướng gia tăng, kèm theo nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc, xét, mưa đá, cây cối gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông từ 0,65 đến 0,70 m phần cuối là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai